Chào tất cả anh em, hôm nay mình tiếp tục lên một mặt hàng đặc biệt Lần này mình lên cho anh em một mặt hàng cho ngành thợ may Đó là cái mẫu kéo may của hãng Seco Ideal Đây, Cái hãng này là của tập đoàn Seco sản xuất nha anh em Thằng này nó sản xuất của hãng Seco Tại tỉnh Nagano của, của, của Nhật Bản Cái mẫu dòng kéo 12 in đó, loại này nó dài tới 30 phân phải nói là cái cây kéo lần này nó về rất là đẹp Đó. còn zin chưa hề sử dụng cái lô kéo của hãng seco này phải nói là nó đợt này mình may mắn mình về được vài cây rất là đẹp để anh em mua về biếu tặng hoặc anh em mua về cho mấy chị em phụ nữ làm nghề may để làm quà tặng lấy lòng thì phải nói là tuyệt vời về cái kéo của hãng Seiko Ideal này à, thuộc tập đoàn Seiko sản xuất tại tỉnh Nagano này nó uh, thiết kế phải nói là mình nói nó đẹp vô cùng à, tổng thể thì cái dòng kéo này là dòng kéo chiên xả tấm uh, lớn nên là nó thiết kế dài 12 in là nó dài tương đương với 30 xăng của mình nha anh em à, cái phần tay cầm của nó được bọc nhựa đó à, nên là cái cái độ ma sát cầm cái kéo rất là là là, là chắc vững à, thiết kế cầm nắm cái bàn tay người uh, thanh niên cầm cũng 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 rất là, là là ok dòng kéo to mà cái kéo này là có thể là dùng cho kéo nam và kéo nữ cũng được luôn nhé anh em riêng cái phần lưỡi của nó thì anh em xem nè nó được mạ một lớp tỉnh sơn tĩnh điện chống rỉ rất là đẹp bóng sáng lưỡi của cắt dày và sắc bén cực kỳ, cái phần cây kéo may là nó được làm cái từ cái chất liệu thép, nói là mình nói là, là cái thép này nó rất là bén nha anh em, anh em khâu xem khâu đồng của nó nè, khâu tán đồng nó rất là dày. Nên là nó thiết kế cái tán đồng nó dày thế này để nó siết rất là chặt Và cây kéo không lo bị quá trình anh em sử dụng nhiều nữa. Nó sẽ bị lỏng cái kéo không có à, Cái khâu tán đồng này là, là mình đánh giá là nó làm rất là chất lượng Dày hơn các loại mẫu kéo bãi mà mình hay gặp hiện nay Cây mũi nó dài Nó là giúp anh em là bấm những cái, 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 cái tấm vải dày rất là dễ dàng Cái điều quan trọng nhất của cái cây kéo đó, mà má anh em thợ may mà là hay xài đó là cái phần mũi. Tại vì trước khi mà bấm tấm vải á, là đều cần phải bấm cái mũi trước rồi mới đi cái kéo. Nên là mình test cái cái phần bấm mũi cho anh em xem nè. Anh em xem nè nhẹ nhàng không? Ngọt ghê không? Đó, anh em xem nè nhẹ nhàng, rất là bén. Anh em xem kỹ nè, bén cực kỳ. Mình chập đôi cái tấm vải, chập ba tấm vải luôn. Đó, anh em xem cái phòng mũi của nó nè bấm ngọt ghê không còn anh em để mà cắt những cái tấm nhỏ bình thường thì cái chuyện này nó quá đơn giản rồi bấm một phát là đứt thôi đó anh em xem nè bén ghê không quá sức bén rồi chứ nói hàng của seco làm chất lượng quá cao đó mình cầm mình nắm mình mình cắt, mình cắt chơi thôi mà nó cũng đã bén như thế này rồi anh em mà chuyên nghiệp thì anh em biết sử dụng cây kéo mây sử dụng cái súng mây nữa thì nó cắt còn ngon cỡ nào. Thì với cây kéo mây của hãng Seco này mình bán với giá là 300.000đ chưa phí vận chuyển một cây. Đó, mình đợt này mình về chỉ được có vài cây đó anh em mua về sử dụng hoặc để làm quà tặng thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Đó giá là 300 ngàn chi phí vận chuyển một cây anh em sở hữu một cây kéo may đến từ hãng Seiko Ideal này, của tập đoàn Seiko sản xuất tại tỉnh Nagano này. À, rồi xin kết thúc video tại đây cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.